là Phật tử trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta. Ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần. Là Phật tử xả thân theo Phật, ngày đêm lo tự giác giác tha, độ mình và độ người ta. Con đường giải thoát ấy là mục tiêu. Là Phật tử rất yêu nhân loại, lo tìm phương cứu khỏi đau sầu. Khổ thân chẳng quản chi đâu, miễn cho người được hưởng bầu an vui. Là Phật tử say mùi đạo Pháp, mi chẳng còn ham sự vật thế gian, chỉ vui thu cảnh niết bàn duyên trần khi mãn thắng đàn hồi quy. Là Phật tử quyết đi bị ngàn vai, ném sông gánh nặng hồng trần, dù rằng vạn khổ thiên tân, bước chân hành giả chẳng dừng lại đâu. Là Phật tử rõ câu sống thác, không để cho đời gạt lửa mình. Trong lòng đầy đủ đức tin, cứu đời là gốc, độ mình là căn. Là Phật tử phải năng tu luyện, từ phàm tâm mà chuyển thánh tâm. Dù khi đi đứng ngồi nằm, trong lòng cũng vẫn âm thầm trao chia. Là Phật tử chẳng lìa tâm Phật, mỗi từ bi thắt chặt nơi lòng. Đạo màu quyết được khai thông, chúng sanh quyết cứu khỏi dòng trầm luân. Là Phật tử tinh thần cứng cỏi, không để cho mòn mỏi đức tin. Dù cho vạn tướng thiên binh, không ngăn cản nỗi lộ trình nhà tu. Là Phật tử vong xu chẳng quản, miệng làm sao cho đặng siêu thanh. Đinh ninh có một lời rằng, đem thân hiện tại ra ngăn luân hồi. Là Phật tử tuôn đời biết rõ, biết có ngày phải bỏ xác thân. Bởi thân là vật tạm trần, dù ai cũng phải một lần chết đi. Là Phật tử trước khi bỏ xác, biết chọn đường cực lạc đi ra. Theo chư Phật chẳng theo ma, linh hồn không thể đọa xa diêm phù. Là Phật tử sự tu là vốn mà tu, trong khi lẫn lộn với đời
gần bông mà chẳng thanh hôi, tùy phương nhiếp quả trôi người cùng tu. Là Phật tử không thù ai cả, thấy ai quý thì khá giải quý. Như là một vị lương y, bệnh thì lo trị bất kỳ là ai. Là Phật tử ra tay tế đầu, không ngồi lì một chỗ tụng kinh. Tùy theo thời thế nhân tình, để mà độ tử độ sinh cho người. Là Phật tử không lười biết đào, hắn hãy lo đào tạo phước duyên. Giang lao chẳng cách không phiền, quyết làm cho vẹn lòng nguyện từ bi. Là Phật tử bất kỳ quen là, lòng kính yêu tất cả mọi người. Hỏi han đôi đáp vui tươi, không làm kiểu cách chẳng lời ngạo khinh. Là Phật tử tấn tình rộng rãi, thứ tha cho kẻ quý biết chừa. Không vì bưng bở mà ưa, chẳng vì lăng đạm mà chúa lấy hờn. Là Phật tử không nhân ngã tánh, giữ cho tâm bình đẳng thượng ngài. Giàu nghèo bất luận là ai, từ bi đối đãi không ai. Tấm lòng này là Phật tử thì không trước chấp. Sự vật không vướng mắt nơi tâm, ở đời mà chẳng nhiễm thâm pháp. Tu thường được giữ cầm tự do, là Phật tử phải to gan mật. Dám đứng đầu các cuộc hiểm nguy, trên đường giải thoát cứ đi. Khoản chi hết thua sợ gì phong ba. Là Phật tử mong qua tình đầu, đi chớ ngồi một chỗ không xong. Phải cần bồi đức lập công, để làm phân bốn cho lòng Nam Mô. Là Phật tử bao giờ cùng tình, không để cho bị cảnh rối lòng. Di Đà thường niệm bên trong, dù rằng đang bận lắm không biết gì. Là Phật tử sự chi cùng xét, tranh lỗi sanh trong việc bất ngờ. Dù trong canh tở vò tơ, cũng suy kỳ chẳng để sơ hở lầm. Là Phật tử nối dòng dõi Phật, ngày tháng liên đài từ nấc bước lên. Quyết lo ân trả nghĩa đền, vì dầu nguy hiểm gặp gần giường bao. Là Phật tử trước sau ngăn đỡ, như tướng binh đang ở trận tiền. Hỡi
lên thì rớt xuống yên, lúc nào kẻ địch cũng kiềm bên chân. Là Phật tử tinh thần quả cảm, lòng đã nguyện thì chẳng đổi thay. Trên đường đi đến Phật đài, dùng gươm trí huệ giải dây hồng trần. Là Phật tử bước chân sắt đá, đạp sân lên tất cả gai chông. Tìm về cực lạc một lòng, mặc dù cách trở núi sông muôn trùng. Là Phật tử chí hùng sẵn có, quyết sống pha đầy đó cứu đời. Xá bao bùng trình tả tới huệ, dân phước chúng trọn đời hiến thân. Là Phật tử sống gần ba tánh, dạy bảo cho đức hạnh hiền từ. Làm tròn trách nhiệm nhà sư, độ người thi chủ cứu người đàn na. Là Phật tử phải hòa đại chúng, tùy theo người mà dũng lời khuyên, khiến cho ai cũng quá hiền. Chung quy đều nói xấu duyên Phật đài. Là Phật tử phải khai tâm trí, để biết rằng đâu nguy đâu chân. Đang làm vị hướng đạo nhân, giúp người khỏi lạc, giúp thân khỏi lầm. Là Phật tử chủ tâm làm gốc, vừa dạy người vừa học nơi người. Tuy rằng tiếp xúc mọi nơi, nhưng lòng tâm để cho đời dắt đi. Là Phật tử khác chỉ dòng nước, đường dài ngay chiều được dễ dàng. Miễn là tới biển mênh mang, miễn là nhuần thâm ruộng làng khắp nơi. Là Phật tử biết người biết cảnh, giống từ bi khiêu tính cho vừa. Khi dùng tươi lúc cây mưa, giúp cây xanh trái giúp mùa nở bông. Là Phật tử bóng hồng chẳng phi, từ bình sanh đến quỷ sát thân. Tu thân độ chúng không ngần ngày, giờ biết quỷ cho phần quá duyên. Là Phật tử cố truyền Phật pháp, chẳng sợ ai kích bác dây bừa. Những điều phàm thanh cứ thương, người đời dù có ghét ngứa mặt tình. Là Phật tử đinh ninh diệt Phật, mặc dù thân còn mất chẳng nao. Miễn là giúp khách trần lao, được hồi hướng thiện được vào Phật môn. Là Phật tử bảo tồn đạo đức, không để cho vật chất cuốn lôi. Gặp khi đạo đức suy đồi, quyết tìm đủ cách phục hồi cho hưng.
là Phật tử hiến thân cho đạo, đạo là đường cải tạo nhân sanh, khiến người bỏ giữ theo lành từ mê si được trở thành giác minh, là Phật tử đem mình làm nghĩa, lòng thương người như thể thương thân, không làm ích kỷ hại nhân, chỉ làm những việc phước duyên cho đời, là Phật tử không rời tâm đức, chẳng bao giờ làm ác với ai, dù người tà dại đắng cay cũng là đối đại thẳng ngay ngọt ngào, là Phật tử dồi trao đạo hành, không để cho tâm tánh lưu mờ, tìm cho thấy mối quyền cơ để không còn rối đường tới hầm trần. Là Phật tử tự thân coi mở mặt, dù ai muốn dơ đeo vào, như nguồn nước chảy thao thao, không ai có thể làm sao cho ngừng, là Phật tử ở trần chẳng mên, biết rõ điều rủ quên của đời, biết đời là thoái là lời, biết đời là thứ làm người mê si, là Phật tử biết trí biết dùng, đem thân phàm dùng đúng chỗ nơi, hình hài như mọi người đời, nhưng trong tâm chỉ là người siêu nhân, là Phật tử biết cân nhắc kỳ, đâu dài lâu đâu chỉ nhất thời, vui nay để khổ ngày mới ấy là điều đáng khuyên người tránh xa, là Phật tử muốn hòa thiên hạ, muốn cho ai cũng hóa ra hiền, nó lành vui vẻ bình yên, khiến cho đời sống mới não phiền bớt đi, là Phật tử khổ chi của thế, khi nhìn vào lòng thể kim châm, thương người với mỗi từ tâm, khổ đau chi cũng uống tầm cứu ra, là Phật tử lòng xa việc thế, những đêm thân sống kể mọi người, giúp cho người được vui tươi, giúp cho người được biết mùi Phật gia, là Phật tử thật thà chân chất, không dối mình chẳng gạt lừa ai, việc làm lời nói thẳng ngay, dình câu đạo đức ý thương ngài sanh cư, là Phật tử nhân từ một mực, ác không làm dù ác nhỏ nhiên, việc làm nhân đức đua chen, dù ai đem già ghét ghen mắt tình. Là
Phật tử lòng tin nhân quả, hãy làm hung bị trả lại hung. Nghiệp theo người đến cuối cùng, người dù sức mạnh như hầm khó ngăn, là Phật tử trầm thắng biết rõ. Nên quyết lòng tìm ngõ siêu sanh, ngày đêm lo việc tu hành, lo làm việc phước biết lành cho dân. Là Phật tử tu thân dình đạo, sự vẹn câu ngay thảo làm người, cho duyên nhà Phật thêm tươi, cho hương nhà Phật thêm mùi thơm xa. Là Phật tử phải là có hành, làm gương cho ba tầng xoay chung. Đạo thì có hành đi cùng, hành không thì đạo chẳng dùng vào đâu. Là Phật tử phải cầu tỏ ngộ, hết vô minh thấy rõ bổn tâm, không còn sót lọt mê lầm, hoàn toàn đạt mối quyền thâm trọn đầy. Là Phật tử không gây nghiệp chướng, chẳng để cho lòng vướng hồng trần, lấy điều chẳng đáng nuôi thân, thân làm xe cổ cho phần chân linh. Là Phật tử tự mình trị lấy, không đợi người khác thấy mới răng. Thoái hư lo việc tận căn, để cho đạo hạnh ngày hằng thêm cao. Là Phật tử gian lao chẳng quản, miễn tu hành cho đặng viên dung. Cứ đi một mạch đến cùng, không hề khi thắng khi dùng trong tâm. Là Phật tử tình thâm sanh chung, thấy khổ ai lầm cũng xót thương, sẵn sàng tìm đủ mọi phương để làm cho kẻ khỏi đường khổ đau. Là Phật tử dồi dào bác ái, nhìn nơi người bằng cái thiện tâm, thấy ai còn khổ còn lầm, liền ra tay cứu, không tâm ngại ngần. Là Phật tử dĩ ân bao oan, không nỡ gây khổ nạn cho ai, cũng là tranh quả ngày mai ở trận, mà chẳng tạo gây nghiệp trần. Là Phật tử lòng nhân tở biển, không từ nan trước chuyện đổ đời. Đổ đời đến chung đến nơi, lòng nhân chẳng lúc nào rời trong tâm. Là Phật tử chẳng ham của thế, chỉ ham điều cứu tế nhân gian. Từ bi tình ấy một đàn, vui đem phú quý sất sang cho người. Là Phật tử nói cười nhã nhặn, mặt vui tươi lòng đặng ôn hòa, dù người đối đãi xấu xa cũng đem tốt đẹp đắp ra cho người.
là Phật tử độ đời chẳng chán. Nay chưa xong thì ráng mai xong, độ đời cho được toại lòng. Nếu chưa mãn nguyện quyết không yên ngồi, là Phật tử luân hồi biết rõ. Dạch cho người thấy ngõ siêu thanh, biến trần để hết trôi lăn. Cho hồn thoát tục cho thân thanh nhàn, là Phật tử cầu an sanh chúng. Mà muôn thế gian đâu cũng thanh bình, nơi nào cũng được an ninh, nơi nào cũng được có tình yêu nhau. Là Phật tử trần lao quyết phá, giúp cho đời thông thả an vui. Người không làm khổ cho người, cùng vui đạo đức, cùng vui công bằng. Là Phật tử càng tăng đức độ, chẳng phiền ai, chẳng có giận ai. Dù rằng người có gắt gai, cũng là sẵn già ra tay cứu người. Là Phật tử không vui riêng hường, muốn cho ai cùng sướng vui chung. Vui cầu đạo pháp vô cùng, mà còn đường giải thoát muốn đồng được vui. Là Phật tử chán mùi tục lụy, ôm một lòng trực chỉ Tây Phương. Muốn cho người cõi trần dương, cầu sanh tịnh độ mới đường thoát ly. Là Phật tử hành trì Phật pháp, cảnh lạc ban quyết lập cho đời. Không còn nái hiệp mấy rời, không còn kẻ khổ còn người thì vui. Là Phật tử độ người thật sự, độ sanh và độ tử cả hai. Độ vui đời sống hằng ngày, độ sau khi chết liên đài được lên. Là Phật tử não phiền bỏ cả, gặp trái ngang lòng dạ như thường. Tu hành một mực chủ trương, từ bi cứ dẫn một đường thi di. Là Phật tử chẳng kỳ ai cả, hữu sự thì sẵn già giúp cho. Vì câu đạo nghĩa mà lo, không vì quyền lợi riêng cho phận mình. Là Phật tử hữu tình với thế, không thể ngờ trước kẻ khốn nạn. Thấy nguy thì quyết cứu an, thấy cần nên độ thì toan đầu liền. Là Phật tử Phật duyên gieo khắp, bằng mọi phương thích hợp nhân sanh, giúp cho người được an lành xác thần nó ấm hồn linh nhẹ nhàng. Là Phật tử chỉ đàn về Phật, giúp người đời khỏi lạc đường ma.
Đường ba người bị lạc quá, tìm phương giúp họ nhớ ra Phật đường. Là Phật tử treo gương từ thiền, từ chuyện to đến chuyện nhỏ nhen. Không bao giờ để ố quên, giúp cho ba tấn đua chen học đòi. Là Phật tử đuốc xoay thiên hà, chính mình lo đạo quả cao siêu. Ngó sen cảnh Phật chắc chiêu, mùi hương cảnh Phật sớm chiều sống ra. Là Phật tử làm ra hoặc nói, hợp đạo màu ích lại nhân sanh. Làm cho người được phước lành nói, cho người được tu hành hiền lương. Là Phật tử phải thương tất cả, người hiền lành hoặc kẻ hung hăng. Tùy phương quá độ cho bằng, dắt dìu tất cả không đành bỏ ai. Là Phật tử dẻo dai tâm chi, độ thế gian chẳng nghĩ vắn dài. Độ nay không được thì mai độ, mai không được thì ngày mốt kia. Là Phật tử không lìa bổn nguyện, vừa tu vừa lo chuyện đổi đời. Cố làm cho vẹn đôi nơi, chẳng bao giờ để bỏ rơi phần nào. Là Phật tử thượng cầu hạ hoa, cốt làm cho đạo quả viên dung. Con đường Bồ Tát chí trung, trên thì cầu Phật dưới tùng độ nhân. Là Phật tử giả chẳng biết độ, độ thế gian bằng chủ tâm thần. Nhiều khi vì quyền độ chân, mà không bị quyền làm thân tâm cuồng. Là Phật tử con đường đã định, do buổi đời khó phân được lòng. Khi thì đi thẳng đi vòng, vẫn về đến chốn chứ không lạc đường. Là Phật tử xiển dương Phật pháp, trong rừng mê luôn thắp đuốc từ, cho đời thấy rõ thật hư lánh xa. Cho khỏi kiếp người trầm luân, là Phật tử biết nhân duyên rõ. Vạn vật đều do đó cấu thành, thường đem ví dụ chứng minh, để cho người hiểu việc sanh thế nào. Là Phật tử ví vào nhiều thứ, khiến cho người thật sự hiểu ra. Hồng trần lòng hết mây xa, lo tu để có vượt ra khỏi trần. Là Phật tử cứu dân lập thầy, khắp đó đây đuốc huệ xoay đường. Mà mắt tình các bụi phóng sương, không bao giờ giảm tình thương người đời. Là Phật tử đất trời xó chỉ, độ chúng sanh không chỉ một nơi.
mà là đổ khắp bầu trời, lòng không cấu chấp là người ở đâu, là Phật tử theo câu Phật chỉ. Cố thực hành như ý Phật khuyên, tu cho ba tánh cũng thiền, chứ không tu để thành riêng một mình. Là Phật tử trời thánh một sắc, dù khói mây bổn chất không phai, phủ che vạn vật muôn loài, cổ kim vẫn một chẳng thay đổi màu. Là Phật tử đề cao ý chí, ở trong lòng luôn lấy lý thắng tình, cho nên có thể chuyển mình từ vòng hắc ám ra minh quang đường. Là Phật tử thường thường tâm chủ, ngoại trần không thể dụ bất ngờ, nói làm hợp với căn cơ, lòng không mà chẳng hở sơ trong lòng, là Phật tử tình trong tâm Phật. Không hề làm đạo đức bể ngoài, tu cho giải kiếp trần ai, chớ không tu để chứng bài người xem, là Phật tử chê khen cũng mặc. Cứ một lòng phụng Phật độ nhân, miễn là khỏi bên mê tân tiếng đời này, nó biển phân chẳng màng. Là Phật tử theo đàn Phật về, đông cũng đi, quạnh quẻ cũng đi, quyết về đến cõi từ bi, ai lôi không bỏ, ai trì không buông, là Phật tử việc xuống hoặc rối, dần trắng tâm tìm mối để phân, luôn vui sắc mặt nhà tăng mặt, dù cảnh huống khó khăn bực nào. Là Phật tử lên cao xuống thấp, mê những trong tâm một mực thanh bằng. Ở nơi nhà lá một căn, cũng như ở chốn trăm tầng lầu cao. Là Phật tử nhắm vào căn tâm, chớ không xem mở căn bể ngoài, đến giàu lòng chẳng mê say, đến nghèo lòng cũng không ai chẳng buồn, là Phật tử khi vuông vuông đằng, gặp khi tròn tròn trăng như khuôn, tuy hình thức có tròn vuông, nhưng tâm hồn chỉ một đường từ bi. Là Phật tử xét suy chu đáo, khi biết đời biết đạo đến mình, không vì việc nhỏ mà khinh, chẳng vì việc lớn mà kính hài lòng. Là Phật tử biết xong mới tin, tin rồi thì nhất định lo hành, hành cho toại nguyện của mình, ví dụ cần phải hy sinh cách nào, là Phật tử dồi trao chẳng ngớt, không để cho giảm bớt
công tu, dù cho tỏ ngộ đảo màu cũng là tiếp tục dồi trao như thường. Là Phật tử biết phương Phật rầm pháp Phật màu nhiệm chẳng thấy đó, càng tu càng thấy đạo to, thế nên không thể tự cho cao cường. Là Phật tử biết nhường biết nhìn, chẳng làm theo tập tánh ham hồ, tránh điều hậu quả tục thâu, cho mình và cũng để cho mọi người. Là Phật tử không cười kẻ quỷ, chỉ xót thương và lấy lời khuyên, khiến cho bỏ dư làm hiền từ phường tục tử đối thiền đạo nhân. Là Phật tử thua hơn chẳng nghĩ, chỉ nghĩ là chân lý hay không, lúc nào cũng lấy lẽ công, chứ không ý sức và không ý tài. Là Phật tử thẳng ngay ngôn hành, không binh ai cũng chẳng bỏ ai, công thì cố uống cho ngay, ngày thì săn sóc khỏi ngày đổi công. Là Phật tử nói không sợ ghét, biện minh cho rõ việc chánh tà, để cho người được hiểu ra mắt tình người ghét hay là người thương. Là Phật tử trên đường Phật pháp, vì độ dân đủ cách biến quyền, cốt làm cho hợp cơ duyên, để người hướng Phật pháp nguyên quy y. Là Phật tử duy trì đạo Phật, giúp chúng sanh khỏi cuộc luân trầm, dùng nhiều hình thức phương châm, chứ không cố chấp cách đi làm một phương. Là Phật tử như lương y giỏi, tùy chứng cho thuốc khỏi bệnh căn, đau màu tùy kẻ dài răng, khiến người tỉnh ngộ ăn năn tu hành. Là Phật tử biết danh hay chẳng, cũng không màng miệng đặng cứu dân. Cứu dân như thể cứu thân, dân cùng mình vốn là chẳng thể đồng. Là Phật tử lòng không ích kỷ, mà việc chi cũng nghĩ đến người, khiến cho đồng được vui tươi, về bề vật chất hoặc nơi tinh thần. Là Phật tử gìn thân khẩu ý, không để cho nghiệp quý sanh ra, nếu còn thấy phạm điều tà khó khăn mấy, cũng ráng mà trừ xong. Là Phật tử đầy lòng cương quyết, không rụt rè trước việc đáng làm, khi làm thì phải làm khám, chứ không để việc làm nhanh nửa chừng. Là Phật tử không xưng tài cán, cũng chẳng khoe hình dáng bể ngoài, khiêm nhường với tất cả ai, mặc dù thật sự giỏi hay hơn người.
là Phật tử ban vui cứu khổ. Bất luận là việc nhỏ hay to, giúp cho ba tấn được nhờ là hoan hỷ nhất trong giờ phút tu. Là Phật tử chẳng màu sự vật, và cũng không ngây ngất trong lòng. Trong ngoài đều phải hiểu thông, ngoài không thể ám mà trong chẳng mờ. Là Phật tử kiến cơ nhi tác, việc của mình như việc của người. Cho tâm cho cảnh đều xuôi, khiến đời hết khổ khiến vui đau màu. Là Phật tử Minh Châu giam sanh, chỗ tối tâm thì sáng chói ra. Dù cho nước đục lâu xa, để vào nước cũng quá ra trăm ngần. Là Phật tử chủ nhân sự vật, sự vật không chủ được lòng mình. Đâu là sự nhục sự vinh, đâu là đường tử đường sinh mình cầm. Là Phật tử bốn tâm thường trụ, tả không lai mà hữu không nghiêng. Gió trần dầu thổi muôn thiên, cũng không rúng động núi thiền định tâm. Là Phật tử không xâm phạm kẻ, mà cũng không muốn để ai xâm. Muốn cho ai cũng công tâm, muốn cho ai chẳng nỡ làm hại ai. Là Phật tử nghĩ ngay quả báo, thường tránh xa nghiệp tạo bất lành sạch. Trong nghèo khổ cũng đành hơn, giàu nhớ bệnh chịu hành phạt sao. Là Phật tử nhìn vào thế sự, nhận biết ngay là thứ cạnh tranh. Nào tình nào lợi nào danh, nhưng không ai được trường sanh bao giờ. Là Phật tử rõ bờ sanh tử, vạn vật đồng một thứ vô thường. Lâu mau rồi cũng tan thương, mặc dù người có cự đương cách nào. Là Phật tử mở rào sông thác, cho chúng sanh đều được tự do. Sanh già bệnh chết đói no, không còn quyền binh trong lò thế gian. Là Phật tử đường sang Phật quốc, quyết một lòng dìu dắt người đi. Để cho hết nghiệp mê si, khỏi dòng sanh tử hợp lý cảnh trần. Là Phật tử độ dân không chán, dân nhiều màu mình vẫn một tình. Xem ai ai cũng nhân sinh, người nào cũng trầm chẳng khinh người nào. Là Phật tử lầm vào bát ai, yêu người đời bằng cái chân tâm. Vạch đường mở ngõ cao thâm, giúp người khỏi cảnh mê lầm khổ đau. Là Phật tử lúc nào cũng đổ, bằng cách này
cách đi nọ đủ phương. Nhân đời chỉ một tình thương, độ cho sông thoát đi khỏi dương nghiệp đài. Là Phật tử không thay đổi chi, dù cho thân lao ly cách nào, chỉ làm cho chí thêm cao không bao giờ để cho nào đúng lòng. Là Phật tử được không tự đắc, mất cũng không bực tức não phiền. Được hay mất cũng thản nhiên, thanh trầm cuộc thế khó điên đảo lòng. Là Phật tử ở trong trần thế, vừa tu thân vừa tế độ người. Ta sống hữu đột giữa đời, dễ sao xiên giả dễ rơi bất ngờ. Là Phật tử bao giờ cũng tình, không để mê trước cảnh tình nào. Biết rằng các nghiệp trần lao, bởi lòng không tình mới đào tạo ra. Là Phật tử đi qua tất cả, nhưng mà không bận dạ nơi đâu. Ví như do khắp hoàn cầu, không hề bị một chỗ nào cầm chân. Là Phật tử biết trần như mộng, cho nên không tham dẫm sự trần. Mắt tai mũi lưỡi ý thân, đối trần mà chẳng bị trần làm mê. Là Phật tử lo bề giải thoát, quyết tu cho hết mắt nở đời. Niết bàn chưa được đến nơi, con thuyền đại đạo không ngơi mây chèo. Là Phật tử làm theo như Phật, nào đại hùng đại lực đại bi. Những điều ngôn ngữ hành vi lời, cho ba tánh chẳng vì lời riêng. Là Phật tử biết kiên tội ác, theo giới răng nhà Phật dạy ra. Dù ai cam dỗ đường ta, lòng mình cố giữ đúng nhà chân tu. Là Phật tử thấy lưu đúc Phật, cương quyết lo tìm cách khéo lên. Không hề nín lặng ngồi yên, Phật đài bụi đóng cửa thiền nhện văn. Là Phật tử lòng hằng nhớ Phật, như đứa con thất lạc mẹ cha. Lúc nào cũng nhớ tưởng ra, muốn cho sớm gặp mới là ân tâm. Là Phật tử âm thầm tưởng Phật, không nói ra chẳng phúc nào quên. Mỗi khi y quay khởi lên, tự mình cảm thấy rất nên thẹn thùa. Là Phật tử ở chùa hay chẳng, sự tu hành cũng vẫn như nhau. Vô vi chứ chẳng sắc màu, Phật đâu cũng có chỗ nào là không. Là Phật tử biết lòng có Phật, cho nên không cố chấp bể ngoài. Cố làm tâm Phật được khai, ấy là cần nhất của bài quy y. Thank you.
là Phật tử nguyện ly thoát tục, lóng lặng tâm hết đục quá trong, để cho đạo Pháp viên thông ngoài, không quấy ngại trong, không ai não phiền, là Phật tử không điên đạo tăng. Vững vàng như là đánh núi to, đau đời dù phải toan lo, nhưng mà không để làm cho rối lòng. Là Phật tử chữ không là vung, nhưng phải tùy tiện sống như người. Sống đời mà chẳng mê đời, chỉ là phải sống để xoay đuốc từ. Là Phật tử phải trừ vọng chấp, ở trong tâm hay vật ở ngoài, để cho đúng pháp Như Lai, hoàn toàn không bị mãi mãi buộc ràng. Là Phật tử thế gian chẳng mến, nhưng tình thương ba tánh vô cùng. Dù người đối đại dữ hung, cũng đem hiền đức cũng dung thứ người. Là Phật tử trọn đời phụng Phật, dù cho thân còn mất không đau. Xưa kia Phật đã dạy sao, bây giờ mình phải dội tráo Như Lời. Là Phật tử khuyên đời bỏ giữ, chung nhau lo làm sự hiền lành, để cùng hướng cánh bình thanh, để cho đời sống nó lành như nhau. Là Phật tử chuyển giao lời Phật, cho người trên quả đất đều nghe. Biết đường tội phước để về, biết đời là khổ để mà thoát ly. Là Phật tử mê si quyết dạy, cho mình cho cả thái nhân sanh. Thế nên quyết chí tu hành, để cho đắc đạo hoàn thành từ bi. Là Phật tử không vì ích kỷ, mà là vì ý chí đại đồng. Giúp người chẳng có nể công, đổ người chẳng phải vì mong mới trả đền. Là Phật tử làm nên thiện sự, vui thú hơn là thú vàng rồng. Nhưng mà lặng lẽ bên trong, không bao giờ có tấm lòng khoe khoang. Là Phật tử nhẹ nhàng thái độ, tượng trưng người dân lộ Tây Phương. Ngôn từ thay thế lửa hương, để cho ba tánh thập phương ấm lòng. Là Phật tử cảm thông dân chung, tùy mỗi người mà dũng mỗi phương. Khiến cho đời đạo thích đương, ngõ hầu tránh việc bượm trương ngược chiều. Là Phật tử dắt diều ba tanh, dù phải đương đầu cảnh thế nào, tâm hồn trước cũng như sau, vẫn lo diều dắt người vào đường tu. Là Phật tử rõ phù sanh kiếp, khổ hay vui bởi nghiệp sanh ra. Ấy là định mạng người ta, đều như thế cả là thiên ai. Là Phật tử biết ngày qua chóng,
sống con người cũng rất mau, thế mà đầy sự khổ đau nên lo cứu độ cách nào cho nhanh. Là Phật tử ngôn hành như một, đã nguyện tu thì thật chí tu, lo làm phước đức công phu, như lời đã hứa như câu đã truyền. Là Phật tử tâm điền khai thác, gieo giống nhà Bồ Tát đại bi, ngõ hầu nuôi dưỡng Phật nhi, khỏi vòng khổ não khỏi si mê đời. Là Phật tử biết nơi siêu đoàn, lo mình siêu giúp cả người siêu, siêu là cảnh giới tiêu diêu, đọa là cảnh giới đủ đều tánh hôi. Là Phật tử luân hồi lo dứt, không để cho bị rất sáu đường. Sáu đường đầy dây thế lương, cuối cùng ai cũng thịt xương đã rời. Là Phật tử gọi đời thức tình, chớ say mê nơi cảnh hầm trần. Người không thể giữ được thân, huống là vật khác thì đừng hòng chi. Là Phật tử khuyên đi về Phật, thật an vui và thật lâu bền, không còn bị kiếp xuống lên, tự do trên cái tòa sen thanh bình. Là Phật tử đinh ninh giải thoát, giải thoát ngay thân lúc sanh tiền, khứ lai đều được tự nhiên ở trần, nhưng đang ngồi trên niết bàn. Là Phật tử lo ban bố đức, nhưng mà lòng đã dứt ngã nhân, cho nên mọi cảnh quanh thân hoàn, không thể buộc mà ân chánh ràng. Là Phật tử không màng danh dầm, sự đời không hề đóng lòng tham, tu là để giải nghiệp phàm, chứ không tu để mà làm giàu sang. Là Phật tử không than tu khó, chỉ trách mình thiếu cố gắng tâm. Muốn cho đất đạo quyền thâm, tu hành dù khó cũng làm cho nên. Là Phật tử đáp đền hiếu thảo, không những là cơm áo mà thôi, mà còn đem đạo siêu vời đồ cho cha mẹ được ngồi tòa sen. Là Phật tử lo rèn đạo lý, phương tiện đền đáp tứ trọng ân, linh hồn với cả xác thân, vẹn tròn hơn nghĩa người trần hiểu ra. Là Phật tử thấy xa hậu quả, biết đời người như đóa phù vân, hợp tan là cảnh hồng trần, nên lo giải thoát ta cho đừng hợp tan. Là Phật tử lần tràn chuỗi hột, không phải là niệm Phật riêng mình, niệm gồm cho cả chúng sinh, nên trong khi niệm đầy tình thiết tha,
là Phật tử gần xa độ hết, chẳng độ riêng thân thiết của mình, nhiều khi vì cả chúng sinh vui hy sinh cả gia đình vợ con. Là Phật tử chết còn nhớ nguyện độ chúng sanh cõi biển trầm luân, sẵn sàng chuyển kiếp qua thân để mà cứu khách không cần thoát ly. Là Phật tử từ bi trước hết, đối với ai cũng quyết độ cho phân minh thiện ác để lo vạch đường tội phước để dò đi theo. Là Phật tử thường gieo thiện cảm, mong trở hiền hiền đắng hiền thêm, thâm nhuận bằng cách lặng êm, giúp cho người được trở nên tu hành. Là Phật tử làm lành là gốc, lành cho mình lành hết mọi người. Nghiệp thân nghiệp ý nghiệp lời, không cho tạo tác gây ra mười thứ hung. Là Phật tử lòng trung với Phật, tu hành cho đến phút cuối cùng, từ bi hữu thi hữu chung xấu bồ đề, chẳng ném tung giữa đường. Là Phật tử cúng dường cho Phật, chẳng phải riêng lễ vật hương hoa. Đến như thân mạng cũng là sẵn sàng hiến cả cho nhà từ bi. Là Phật tử trong khi nghe Pháp vui mừng hơn là gặp vạn rồng, pháp màu cứu khỏi lòng đông, vàng rồng chẳng giúp khỏi vòng trần ai. Là Phật tử dồi mài kinh kệ, kinh kệ là chỉ vẽ đường đi. Muốn đi đúng hướng từ bi, những lời kinh kệ thường ghi chạm lòng. Là Phật tử cầu thông kinh nghĩa, kinh kệ không phải để đọc xuống. Đọc kinh mà nghĩa không tường, khác nào con két nhảy luôn tiếng người. Là Phật tử tin nơi Phật thanh, nhưng mà không mê tín dị đoan. Nếu không minh bạch con đang, dù lĩnh nghiệm mấy cũng dán ra ngoài. Là Phật tử rất sai xưa đầu, sai xưa này chẳng giáo mà thôi. Không sai xưa các sự đời, vì rằng đời chẳng giúp người thoát ly. Là Phật tử thật vì giải thoát, giải thoát cho hồn xác hiện nay, và còn giải thoát tương lai, cho không bị nghiệp đầu thai sáu đường. Là Phật tử chẳng vương ác nghiệp, vì thấy rằng nó rất hiểm nguy. Nay người có trốn khỏi đi, sau này cũng bị nó trì lôi ra.
là Phật tử thấy ta bà khôn. Không một ai lọt sổ vô thường, do nơi nghiệp trước đã dương, nên nay chịu khiếp thịt xương đi tạm trần. Là Phật tử biết thân trước giả, không vì thân tạo quả khổ sao, mà là mượn xác trần lao tu cho hết bị sanh vào cõi mê. Là Phật tử quyết kề bên giác, bằng cách tu thân xác tại trần, phàm thân quyết đổi Phật thân như xưa. Đức Thích Ca Tôn đã làm, là Phật tử cho khám chí nguyện. Tất nhiên lịch toàn thiên đường tu sát phàm, mà chẳng phàm phu Tây Phương ký hiệu Diêm Phù rút tên. Là Phật tử muốn nên đạo cả, chịu khó tu chẳng giả trách than. Sự tu nếu để dở dang, cứu mình không được khó toan, cứu người là Phật tử biết đời sống ngắn. Biết Phật môn khó đặng bước vào, cho nên tu niệm cần lão những điều công đức mau mau lo làm. Là Phật tử không cam chịu đoạn, nên mới đành chịu khổ hành tu. Khổ mà được khỏi phàm phu, hơn vui mà chịu cánh tu trần gian. Là Phật tử khai đàn tịnh độ, đưa người về tới chỗ thanh nhàn. Không còn sống kiếp gian nan, không còn thấy cảnh khổ khăn cảm tình. Là Phật tử hòa bình yêu nhất, nên luôn luôn dục thúc người hiền. Muốn ai ai lúc sanh tiền, cũng đều hạnh phúc bình yên vui vầy. Là Phật tử lo gây thảo thuần, từ gia đình đến tận quốc dân. Người đều tương trợ tương thân, không phân giai cấp chẳng phân nghèo giàu. Là Phật tử nhìn vào sanh chúng, thấy ai ai đều cũng như mình. Người nào cũng có tâm linh, nên ai cũng có thể thành Phật tiên. Là Phật tử Phật duyên thì râm, còn ma duyên thì chẳng hề gieo. Phật duyên sẽ khỏi hiếm nghèo, ma duyên tất bị đầm đeo tai nạn. Là Phật tử rộng đàn nhân thiền, từ người gần cho đến kẻ xa, điều nhân lẽ thiện giúp ra. Thương người cũng thể như là thương thân. Là Phật tử lo hưng chánh đạo, phước huệ cho người tạo không ngừng. Không riêng phước huệ xác thân, mà gồm cả phước huệ chánh linh hồn.
là Phật tử ngục môn dẹp gác, cửa Tây phương cực lạc mở ra. Ban vui cho khắp muôn nhà, cứu an cho các người ta khổ sầu, là Phật tử nhớ câu Phật chỉ. Quyết hành theo như lý Phật truyền, ba đời nghiệp báo tương liên, thiện duyên thì tạo, ác duyên thì đừng. Là Phật tử lửa sân vừa phát, nước mà liền tạc đến ngay. Trong chừng không hở phút giây, rừng thiền chẳng để hiểu cái Bồ Đề. Là Phật tử theo lệ luật đạo, không để cho xẻo xảo đường tu. Lo bề khai trí phá ngu, phước duyên lo tích công phu lo bồi. Là Phật tử không thôi việc Phật, Phật là nhà cứu vớt chúng sanh, Phật là trọn sáng trọn lành, Phật đem hạnh phúc hòa bình thế gian. Là Phật tử mở mang thiên hạ, ra khỏi dòng cương tỏa phàm phu. Tâm hồn chẳng để mờ lưu, lời danh chẳng để làm nguôi cuộc đời. Là Phật tử cho người vui vẻ, chớ chẳng gây buồn tẻ cho ai. Vui nay còn được vui mai, từ vui ngắn ngủi đến dài lâu vui. Là Phật tử ngược xuôi đều tiên, khó dễ không thể biến đổi lòng. Tu hành cố gắng lo xong đạo màu, nhất quyết cho thông tốt cùng. Là Phật tử thì chúng Phật tử, đạo lo tu Phật sự lo hành. Trọn đời lánh trước tìm thanh, cứu mình độ thế là danh cửa thiền. Là Phật tử sơn xuyên chẳng ngày, khách hữu tình thì lại tận nơi. Dù người nghèo khổ ta tới, cũng vui lấy đạo siêu vời chỉ cho. Là Phật tử như đò đưa khách, muốn qua sông thì rước đưa ngay. Mặc dù khách ấy là ai, đò mình cũng vẫn vui gây mây chèo. Là Phật tử thấy bèo bọt kiếp, rất xót thương cho nghiệp đời người. Chỉ cho cách sống an vui, bảo cho biết cảnh tốt tươi mà tìm. Là Phật tử trang nghiêm đạo hành, nhưng không ngờ trước cảnh khổ đau, thấy đau khổ phải cứu mau. Ấy là phận sự kẻ vào Phật môn. Là Phật tử tâm hồn như Phật, vì chúng sanh mà giúp đời tư. Tìm ra đạo pháp chân như, cho sanh chúng biết cách trừ nghiệp mê. Là Phật tử xứ quê tại Phật, ở thế gian là cuộc lữ hành.
cảnh không quyến rũ được tình lòng người du khách vẫn đinh ninh về là Phật tử biết mê là khổ. Mê vốn là cái ổ lạc lầm cho nên chẳng để mê tâm giữ cho tư tưởng viết làm tình luôn. Là Phật tử chẳng còn tin tưởng, tin tưởng sau khi lượng xét rành thấy rằng chân chánh cao thanh hoàn toàn cứu vớt chúng sanh đắm chìm mì là Phật tử trọn niềm với Phật đem hết ra tài sức độ dân quản trị mưa nắng tạo tầng miệng cho người được hưởng chân phước màu. Là Phật tử khẩn cầu Đức Phật chẳng cầu riêng ban phúc ý cho mình mà cầu phúc cả chúng sinh không có thì mình cũng không. Là Phật tử đầy lòng quan ái thương mọi người chẳng phải thương riêng mình yên thì giúp người yên mình thiền Phật giúp người thiền Phật theo. Là Phật tử không kéo cỏ tâm từ cảnh trần đến cảnh Tây Phương cảnh trần thì rộng tình thương cảnh Tây Phương mở rộng đường độ tha. Là Phật tử gần xa thương hết xem người như thân thiết ruột rà cho nên chẳng nghĩ riêng ta mà là thường nghĩ suy ra đến người. Là Phật tử đạo vui học hỏi phước đức vui tìm tỏi lo làm giàu sáng danh vọng chẳng ham chỉ ham nhập thánh siêu phàm mà thôi. Là Phật tử luân hồi lo tranh bởi luân hồi là cảnh tan thương. Ví dụ là bậc đế vương có ngày cũng chết không phương sống hoài. Là Phật tử cõi này biết già giả sử đời giả cả xác thân cuối cùng vật tan người phân như sương ngọn cỏ như dừng mây bay. Là Phật tử trần ai khó gạt biết trần ai là giấc chim bao thấy vui mà chẳng vui nào người càng lưu luyến càng đau khổ nhiều. Là Phật tử không chịu dục vọng chẳng để cho tâm động bất lành ở nơi uế trước mà thanh cảnh tuy hung dữ mà lành được tâm. Là Phật tử đạo chăm sâu gốc gió mưa đời khó tróc khó nghiêng đúng kỳ hoa quả nở liền mặc dù trong cảnh đạo điên hồng trần. Là Phật tử chí chân chí chân tuy thân phàm mà tánh chẳng phàm cho nên những việc muốn ham hoàn toàn khác hẳn lòng tham của người. Là Phật tử nói cười điềm đạm không bao giờ có dáng kiêu căng
giữ gìn phẩm hạnh nhà tăng, trao dồi tăng nết kẻ chân tu hành. Là Phật tử phước sanh tội diệt, khác hơn đời phước tiệt tội sanh. Phước sanh cho đến trọn lành, tội trừ cho đến một manh không còn. Là Phật tử làm con có hiếu, làm mẹ cha tiêu biểu hiền nhân. Vợ chồng thì vẹn ai ân, anh em thì vẹn cán cân nghĩa tình. Là Phật tử cùng tin cậy lần, chẳng đem lòng bội phản giữa nhau. Lòng tin cậy rất quý cao, được tin cậy tức được máu công thành. Là Phật tử không ganh tài đức, người hơn mình thì rất kính yêu. Mình hơn người chẳng hề kêu, thấy ai còn kém thì dìu dắt lên. Là Phật tử tiến trên công ích, thích việc chung hơn thích việc riêng. Việc chung thường đặt ưu tiên, cho nên chẳng lấy việc riêng hiếp người. Là Phật tử thân vui cho đào, chớ không vui cho ảo mộng đời. Viết đời chẳng muốn đua bơi, chỉ lo việc đạo cho người được siêu. Là Phật tử độ chiều độ sớm, độ tại gia độ chốn am dân. Độ thành thị độ thôn lân, độ tâm hiền đức độ thân nó lành. Là Phật tử tu hành sáng suốt, dân sáng ra nước được thành ra. Ai ai cũng được hiền hòa, người người nó ấm nhà nhà bình yên. Là Phật tử vừa chuyên tu luyện, vừa làm ra những chuyện người nhờ. Nhờ cho thân sống hiện giờ, nhờ cho hồn thoát được về Tây Phương. Là Phật tử vô lượng cứu tay, tình yêu không hạn chế một nơi. Tình yêu khắp cả bầu trời, muốn cho ai cũng hết đời trầm luân. Là Phật tử muốn thân thiện khắp, muốn hòa bình được lập năm châu. Nắm tay người khắp địa cầu, nạn nghèo nạn đói nạn đau lo trời. Là Phật tử thì tư tưởng rộng, vì toàn dân mà đắm tác ra. Lúc nào cũng rất vị tha, lợi mình mà hai người ta không làm. Là Phật tử đời khám đảo bèn, màn vô minh đã viên trong không. Cảnh không mấy hoặc được lầm, tự do theo tánh đại đầm từ bi. Là Phật tử hành vi cao thượng, cử đầm theo lý tưởng Phật gia. Giải mê khai ngộ người ta, tâm hồn tự giác giác tha bao trùm. Là Phật tử muốn sớm họp mày,
gần ly tan đổi lấy cảnh hòa. Tây phương thay cõi ta bà trường sanh thay cái khổ già chết thân. Là Phật tử xa gần kêu gọi làm hiền lành chưa khỏi hòa tay. Ráng tu cho thấy bổn lai để không còn bị kéo dài kiếp mê. Là Phật tử không hề thôi chi có khó khăn đạo lý mới cao. Khó khăn càng lắm chừng nào tu hành càng được dồi dào nhiệt tâm. Là Phật tử thật hâm mộ đạo tu từ trong tim não tu ra. Như là Phật tổ Thích Ca cho nên khổ hạnh coi là như không. Là Phật tử chỉ mong giải thoát ngoài ra không khao khát chi hơn. Nếu chưa giải thoát hồng trần thì là Phật tử chưa ngừng sự tu. Là Phật tử tâm thu kết lại không để cho bừa bãi trong lòng. Hồi quang phản chiếu cho thâm để cho ông chủ nhân ông hết buồn. Là Phật tử trên đường về Phật nhiều người này lo dắt kẻ kia. Vui cùng hưởng khổ cùng chia làm cho cảnh Phật người về được đông. Là Phật tử muốn không ai khổ nên ra tay tế độ không ngừng. Khổ thân lo tế độ thân khổ hồn lo tế độ chân linh hồn. Là Phật tử ngục môn chẳng ngò khai mở đường tinh độ siêu sanh cho người trường cửu an lành. Xác thân hết khổ hồn linh hết mờ. Là Phật tử thấy cơ tạo chăm lo cho đời người mong số căn. Nếu không sớm biết ăn năn tất là nghiệp khổ nắng hoằng kiếp sau. Là Phật tử nhìn vào ác thế đau đớn lòng như thể kim châm. Thấy đời tai quả càng thâm bởi tâm thiện ít còn tâm ác nhiều. Là Phật tử đạo kêu gọi mình kêu cho người được tỉnh thức ra. Có người thì mới có ta vì mình hai kẻ ấy là bất công. Là Phật tử nặng lòng với thế lo đỡ nâng bất kể ngày đêm. Nhân sanh đời sống chưa êm là người Phật tử càng thêm giúp dùm. Là Phật tử sống đầm đấu tam sống tu hành sống cảm hóa dân. Không hề sống bám chặt trần sống hồn thanh tịnh sống thân nhẹ nhàng. Là Phật tử lấp bằng khổ hài đem tự sanh đổi lấy niết bàn. Ngoài vòng chi phối thế gian thân tâm thường được hoàn toàn tự do. Là Phật tử tìm cho gặp Phật, Phật tại trần Phật đất
Tây Phương. Tại trần có Phật không tường thì Tây Phương Phật xa đường khó mong. Là Phật tự tấm lòng biết quy, sự vật không giá trị bằng lòng, có lòng thì mới thành công, không lòng thì chẳng làm xong việc nào. Là Phật tử thấp cao tài đức, không tại nơi tài sức nhỏ to. Những người lấy đức ra đo, không dùng lấy sức tài so với người. Là Phật tử chịu đời thử thách, không trách người chẳng trách thiên công, mà thường căng dặn nơi lòng vàng thao, muốn biết lửa hồng phải nung. Là Phật tử thứ dung cho kẻ, những lòng không có thể dung mình. Trong tâm luôn có pháp định, khi mình phạm lỗi đem mình xử ngay. Là Phật tử dùng cây thước dời, đo lấy mình biết tội hay không. Luôn luôn chủ định trong lòng, mà không cho ngoại cảnh cuồng ngông tâm thần. Là Phật tử nguyện dâng lời Phật, lũ tam bành lục tặc dẹp xong. A-di-đà Phật nằm lòng quấy, không còn tưởng ác không còn làm. Là Phật tử tánh phạm lo sửa, sửa cách ăn thói ở thường ngày. Sửa trong rồi sửa tới ngoài, sửa cho đến chẳng còn sai chỗ nào. Là Phật tử năng trao màu sáng, dạ nhanh thì gạo trắng cũng nhanh. Muốn cho đạo quả mau thành, sự tu cần phải lo hành cho mau. Là Phật tử không ngao ngang bước, lấy nhiệt tâm làm thước để đo. Muốn qua đảo nở thơm tho, phải nắng dung tươi, phải chờ thời gian. Là Phật tử mưu toan việc lớn, nhưng lòng không để bận sự đời. Sự đời là bọt nước trôi, chỉ lo giải quyết cho rồi mới ưng. Là Phật tử biết thân tạm già, thân mình như thân cả người đời. Sống trong ba cái tất hơi, biết hơi khi dứt thì đời cũng tan. Là Phật tử cầu an thế giới, từ Bắc Nam cho tới Đông Tây. Không còn ai giết hại ai, mà người nào cũng ra tay giúp người. Là Phật tử khổ bươi tận gốc, mi khổ bao sâu cũng móc hết ra. Tu không cứu khổ yên ta, mà tu cứu khổ ta bà thế gian. Là Phật tử theo đàn siêu rồi, nhất quyết không theo lối đọa đài. Đọa đài lo cởi mở ngay, đọa mình hoặc đọa đài ai trên đời. Là Phật tử mỗi người như một, không biệt phân danh tộc sắc màu. Trần lao đổ khỏi trần lao, danh không cần biết nghĩa nào cần ghi.
là Phật tử thoát ly khuôn khổ, được hoàn toàn trình độ tự do. Chỗ bùng mà vẫn thơm tho gần, nơi tội lỗi khỏi lo phạm vào, là Phật tử khác nào tầm ba. Suốt bốn mùa màu lá vẫn xanh, nắng mưa ấm lạnh mặt tình màu xanh, vẫn được trọn vinh màu xanh. Là Phật tử tâm lành chẳng đổi, nghèo cũng lành, phú quý cũng lành. Tâm lành trọn lúc bình sanh, bỏ thân thì chịu, bỏ lành thì không. Là Phật tử thi công thi của, thi pháp môn thi cả mạng căn. Vì đời mà thi vô ngần, cho người mà chẳng tưởng rằng mình cho. Là Phật tử tu do hối ngộ, không phải tu để có tiếng tu, cho nên đời khó nổi ru, mặc dù đời đất muốn thu hút vào. Là Phật tử gặp câu Phật pháp, mới như kẻ chìm thuyền gặp được phao. Mừng không còn biết ngẩn nào, trong lòng nhất quyết nắm vào không buông. Là Phật tử luôn luôn tịnh niệm, lòng sạch lòng cho kiên bổn tâm. A-di-đà Phật niệm thầm, mà trong khi đi đứng ngồi nằm niệm luôn. Là Phật tử không buồn số phận, vì tin nhân quả chẳng hề sai. Xưa trồng đến có trái nay, nếu không thiếu nợ chẳng ai đến đòi. Là Phật tử vàng thoái chẳng mến, chỉ mến tu cho đến đắc thành. Mến vàng còn bị tử sanh, mến tu thì được nhẹ mình siêu thanh. Là Phật tử đạo tăng chẳng thôi, thôi là phàm tăng mê thánh tiên. Thánh tiên mới hết đạo điên, phàm trần còn chịu trúng chuyên đọa đài. Là Phật tử trần ai quyết cứu, cho nên lo thành tựu đạo màu. Tu hành chẳng nể bao lâu, mũi mầm chẳng sợ tướng rau chẳng buồn. Là Phật tử đoạn nguồn gốc khổ, khổ không cho nảy ngõ đâm chồi. Tu cho hết khổ mới thôi, khổ đời mình hoặc khổ đời người ta. Là Phật tử lánh xa tục lụy, không để cho mình bị nhiễm vào. Nhiễm vào là chịu khổ đau, thần tiên cũng chẳng tài nào gỡ ra. Là Phật tử lội qua biển khổ, vạn sự đời phải bỏ chứ mang. Mang thì bị đâm giữa đàn bên bờ, giải thoát khó toan lỗi về. Là Phật tử còn mê khó đắc, nên cổ tù cho giác hết mê. Giác thì cùng Phật đồng quê, mê thì cùng quỷ ma về một nơi. Là Phật tử biết đời là giả, giả cắn trần giả cả mạng căn.
thế mà thống khổ vô ngần. Nếu người nào để tâm thần mê theo là Phật tử không gieo kiếp già, cố gắng tu tạo cả kiếp chân, chân tâm chân cánh chân thân thật chân bất hoại thật chân trường tồn. Là Phật tử tâm hồn vũ trụ, lo tu hành làm chủ âm dương, khiến sai được quỷ vô thường, không còn để nó dắt đường hâm ti. Là Phật tử tu vì sanh tử, sanh tử là đại sự trong đời, đời không ai được thảnh thơi. Nếu người chưa giải quyết rồi tự sanh, là Phật tử sâu thành quyết phán, giải dây cho tất cả người đời, cho ai cũng được vui cười, cho ai cũng được hưởng nơi thanh nhàn. Là Phật tử không màng danh lời, lời danh không buộc trói được lòng, cho nên đường đạo đi thân, việc tu hành sẽ làm xong bốn nguyên. Là Phật tử dùng thuyền bát nhà để đi qua biển cả hồng trần, thuyền không chỉ chở điên thân mà thuyền còn chở khắp dân ta bà. Là Phật tử tu là tu mày, tu đến chừng được toại chi tu, tu cho sang suốt hết ngu, tu cho thoát tục như cù quá lắm. Là Phật tử hội lòng với Phật, cho cả hai cùng một tinh thần, nước trong trăng hiện sáng ngần, tâm trong tức có Phật thần cảm giao. Là Phật tử tu sao tỏ ngộ, thì sự tu mới đổ được mình, đổ mình rồi đổ chúng sinh. Xưa nay Phật tử một tình như nhau, là Phật tử biết bao ý nguyện. Ý nguyện không phải chuyện tầm thường, mà là nguyện đổ thập phương, nguyện đem giải thoát thay đường trầm luân. Là Phật tử muốn dân tích đức, muốn cho ai cũng dứt tham sân, muốn ai cũng hết ngu đần, muốn ai cũng có tinh thần từ bi. Là Phật tử khuyên đi đường chánh, bỏ tà dâm, bỏ tánh lưu manh, bỏ điều hại mạng sát sanh, ở ăn trong mà sạch tâm tình hiền lương. Là Phật tử lời thường dè dặt, không nói sàm, nói ác, nói gian, những lời trái đạo không bàn, dù ai có bỏ tiền ngàn ra mua. Là Phật tử không đua việc ác, mà chỉ đua tạo tác điều lành, đua cho thắng lũ tà tinh, đua cho thắng được lòng mình bất lương. Là Phật tử tay ương lo tránh, tránh cho mình, tránh đến cho người, tay ương mình chẳng gieo rồi cũng làm cho kẻ khác thôi như mình.
là Phật tử tài khinh nghĩa trọng, trọng công bằng đời sống con người, tiện tay là vật phụ thôi. Không nên lấy đó mà bôi công bằng, là Phật tử lo tánh đạo đức, khắp thôn lân khắp nước non nhà. Trẻ cho chi những người già đều là đạo đức, đều là hiền lương. Là Phật tử bảo cường trắng hẳn, chỉ dùng hòa trắng chẳng dùng quay. Muốn không ai áp bức ai, mà là chỉ muốn người hay thương người. Là Phật tử muốn đời trật tự, không muốn sanh ra sự hỗn loạn. Muốn cho nước thanh nhà an, muốn người nào cũng thanh nhàn âu ca. Là Phật tử nghe hòa thì chuông, nghe gây thì chẳng muốn chút nào. Người gây nhau chỉ khổ đau, người hòa nhau mới giúp nhau vui vầy. Là Phật tử biết vai phải trả, nên khuyên người chớ có nên vay. Trả vay là cảnh trần ai, vì vay trả khiến đầu thai sáu đường. Là Phật tử nở vướng lo gờ, không tạo gây thêm nở hâm trần. Tu cho toàn giác toàn chân, hết tâm mê muội hết thân đọa đày. Là Phật tử bổn lai quán tường, công đức đem hồi hướng thế tôn. Cầu cho đạt mấy càng không, cầu cho cảnh Phật thế tôn được cày. Là Phật tử cõi mê quyết lanh, cố tu cho tâm tánh hết mê. Hết mê cõi Phật được về, còn mê còn mãi u uế cõi phàm. Là Phật tử không dám thêm kiếp, nguyện đời này dứt nghiệp trầm luân. Tận tâm hành đạo tu thân, gian nan cũng chịu táo tận cũng cam. Là Phật tử chỉ làm siêu rồi, không làm điều tội lỗi cho mình. Trong lòng thường muốn siêu sinh, nên điều tội lỗi không rinh mò vào. Là Phật tử lúc nào cũng Phật, lầm không cho lẫn lúc yêu ma. Nếu yêu ma có khởi ra trừ ngay, chẳng để gây ra tội tình. Là Phật tử tin mình thành được, nếu mình làm đúng mức Phật khuyên. Tu hành hết sức cần chuyên giới, răng chẳng phạm giáo truyền không sai. Là Phật tử sanh nhai đơn giản, không cầu kỳ như hãng thường tình. Nuôi thân để có tu hành, không nuôi thân để tạo thành bất lương. Là Phật tử dọn đường gây gốc, cho người đời được bước đi xuống. Từ phàm đến cõi Tây Phương, dây hoàng hết dưỡng vô thường hết kêu. Là Phật tử huệ nếu sáng tỏ, khiến thế gian biết rõ lối về. Được ra khỏi cái rừng mê, thấy nhà tịnh độ thấy quê niết bàn.
Là Phật tử sớm làng giáo khắp, kẻ quên tu thì nhắc cho tu. Thế gian như thể cửa tù, tu như chìa khóa để hầu mở ra. Là Phật tử tu là tu tới, tu cho thành thì mới nên tu. Xấu tu còn được thành câu, người tu sẽ đắc đạo màu chẳng không. Là Phật tử định lòng như núi, mưa không trôi gió thổi không bay. Đứng trong bông phía trần ai, trần ai không thể chuyển lại được lòng. Là Phật tử tưởng không chưa đủ, tưởng rồi cần làm cụ thể ra. Làm cho rõ nghĩa Phật đã làm, cho thiết thực là nhà chân tu. Là Phật tử ở đâu cũng giúp, nhưng không đâu câu thúc được mình. Nước đâu trăng cũng lộ hình, nhưng mà nước chẳng buộc mình được trăng. Là Phật tử biết ngăn khi dần, không để cho lửa hận đốt lòng. Lửa lòng nếu chẳng tắt xong, ngàn năm tu luyện thiếu trong một giờ. Là Phật tử tạo cơ hoàng hoa, vì người mà quên cả gian lao. Không phiền không giận không nao, dù người đối đãi cách nào cũng vui. Là Phật tử lấy mùi đạo ly, đem thay cho mùi vị thế gian. Mỗi đời dù có cao sang, cũng không sánh kịp mùi nhan Phật đài. Là Phật tử lo dạy công đức, công đức là thang bắt lên mây. Cầu xin Phật Tổ Như Lai ở luôn bên cạnh hầu ngài nghe kinh. Là Phật tử cúi mình lại Phật, không cầu xin quyền tước sang giàu. Chỉ cầu giải thoát trần lao, cầu cho được đất đạo màu độ dân. Là Phật tử Phật thần biết kinh, kinh Phật thần đã tỉnh ngộ mau. Cho nên khỏi kiếp khổ đau, chứ xưa thì cũng thấy bao như ai. Là Phật tử xưa nay một lối, tu là vì muốn khỏi luân hồi. Cánh trần chỉ dối gạt thôi, sanh ra chịu khổ kế rồi chết đi. Là Phật tử xét suy cạn lè, đời có ai là kẻ sống hoài. Thì không nên giết hại ai, nên dùa giúp để sống dài thêm ra. Là Phật tử lo tha thứ trước, không hề lo chặt buộc trước đâu. Biển còn đo được càng sâu, tấm lòng quảng đại nhà tu khó lường. Là Phật tử đủ phương cứu trợ, cứu nạn tai, cứu gỡ tội tình. Cứu cho hết loạn được bình, cứu cho bỏ dữ làm lành như nhau. Là Phật tử tình bao phủ cả,
người nơi đâu cũng giả xót thương, muốn cho cùng được hiền lương, muốn cho cùng được biết đường tu thân. Là Phật tử bụi trần đã dù, nhưng mà không hưởng thụ tiêu dao. Lo đi giấc khách trần lao, lo khuyên ba tánh cùng nhau nên hòa. Là Phật tử là nhà tu niệm, việc thế gian chẳng nhiễm đành rồi. Nhưng nhìn thấy kẻ đuối hơi, nhà tu niệm chẳng thấy ngồi làm thinh. Là Phật tử muốn nhìn cảnh sông, không muốn nhìn cảnh đông xương tàn, muốn cho thế giới bình an, không hề muốn có tai nạn binh đau. Là Phật tử nỡ nào riêng lời, lời riêng không khỏi hại cho người. Muốn mình cùng kẻ đều vui, lời mình lời kẻ cho đôi bên đồng. Là Phật tử ác không thể tàu, những hành vi trái đạo không làm. Ví dụ có thác cũng cam, không làm các việc lỗi lầm dữ hung. Là Phật tử chỉ tùng thiện sự, ác sự dù một chữ cũng không. Làm hiền nghèo cũng thâm giống, làm hung có của mà lòng bất an. Là Phật tử sợ mang tội lỗi, suy xét rồi việc mới thi hành. Những điều tổn hại nhân sanh, dù cho có lời có danh cũng chưa. Là Phật tử muối giữa lây lất, miệng tấm lòng cùng Phật đi đôi. Thoái đời đã hiểu rõ rồi, quyết không để nó làm mồi yêu ma. Là Phật tử hiền nhà hiền nước, hiền toàn dân trên mặt địa cầu, không hiền riêng một mình đâu. Mà là muốn khắp nơi nào cũng hiền, là Phật tử kết liên đại chúng. Muốn cho ai đều cũng thức tâm, chừa đi các việc lỗi lầm, lo làm chân chánh lo tâm đường tu. Là Phật tử quyết thu được đạo, đạo ở trong tâm nào chúng sanh. Tìm cho thấy mỗi đạo thành, tìm không thấy mỗi đạo hành còn sai. Là Phật tử tìm ngay then chốt, đạo tại tâm thì cốt tu tâm. Tu cho tâm hết mê lầm, không còn vọng tưởng việc phàm như xưa. Là Phật tử định chừa, chừa hẳn quyết làm thì làm chẳng lôi thôi. Cái tâm quyết định có rồi, đường tu sẽ được tuệ nơi nguyện. Là Phật tử đầu tiên cải hồi, cái đó là thọ giới quy y. Lo làm các việc từ bi, lo tu cho đạt đến khi trọn lành.
là Phật tử có hành mới hành, ni hành chân là nhờ tâm trang nghiêm. Ý lung như ngựa ráng kèm tâm chiền, như vườn lo xiềng một nơi. Là Phật tử sống đời thanh bạch, không theo người sống cách cầu kỳ. Sống cho đúng đạo từ bi, sống không trái phép tu trì Phật môn. Là Phật tử muốn hồn được nhẹ, nghiệp gỡ ra không để mang vào. Mang vào tí nghiệp trần lao, linh hồn cũng bị chim vào biển mê. Là Phật tử muốn về đến bên, chỉ nội trong một chuyến đò thôi. Cho nên lo vững vàng người, cho nên lo nhẹ nhàng đời gánh mang. Là Phật tử phải toàn dứt khoát, trên đường tu giải thoát mới xong. Lưng chừng quả đạo khó trong, uổng công lại lục uổng lầm nam mô. Là Phật tử tâm Bồ Đề phát, dứt não phiền độ hết chúng sanh. Nguyện rằng Phật quả được thành, nguyện rằng tất cả pháp lành đều thông. Là Phật tử thì trong gương Phật, sửa lấy mình cho rất giống y. Giống từ ngôn ngữ hành vi, giống luôn đến việc tu trì trong tâm. Là Phật tử rất chăm đạo hành, lo trao tâm sửa tánh ngày đêm. Dạy tà lo giảm không thêm, chánh chân lo tiếng chẳng làm cho lui. Là Phật tử rất vui vì đau, nghe đau màu khổ não đều quên. Bạc tiền thì dễ kiếm nên đau màu, nếu chẳng có duyên khó tầm. Là Phật tử có tâm tin ngưỡng, nhưng mà không tin bướng nghe càng. Biển to khi muốn đi ngang, nếu tình bè chuối đưa sang thì lầm. Là Phật tử tối tâm quyết lanh, không đưa mình vào cảnh hang sâu. Ví dụ lội lặn bao lâu, cũng tìm cho gặp cảnh bầu trời thanh. Là Phật tử tu hành khai trí, sự cũng thông và lý cũng thông. Tu cho liệu nghĩa đại đồng, tu cho thấu suốt cõi lầm viên minh. Là Phật tử tin mình tin Phật, không bao giờ để mất lòng tin. Tin mình tu sẽ được minh, tin nơi Đức Phật độ mình chẳng không. Là Phật tử giữ lòng rất chắc,
không để cho ai dắt sai đường. Theo lời Phật chỉ hướng phương, cứ như thế đó mà bường tới nơi. Là Phật tử mặt người cười dài, chẳng những không buồn lại còn thương. Thương người qua mến trần dương, cho nên mới tưởng hiền lương là khờ. Là Phật tử khi trở như gỗ, khi như ôm con đỏ trong lòng. Nhiễm đời thì nhất thiết không thương, đời thì chẳng phụ lòng một ai. Là Phật tử chẳng say hẹn ước, làm theo lời hứa trước Phật đài. Rửa cho sạch bụi trần ai, tu cho hết kiếp đọa đài thế gian. Là Phật tử bốn phán gieo đào, cốt làm cho hòa hảo nhân sanh. Tạo nên thế giới bình thanh, cho ai cũng được nó lành an cư. Là Phật tử chúng từ dòng khắp, cho giấc mê kẻ ác tình ra. Bỏ đi tánh nết gian tà, bỏ đi các việc làm ra hại người. Là Phật tử vì đời mà gọi, không vì mình mà nói đạo màu. Thì lời đạo ấy mới sâu, thì tình ấy mới khác câu thương tình. Là Phật tử phải minh ý Phật. Phật thì không ngã chấp như đời, qua khi tế độ rồi thôi lòng không tự phụ là nơi ta làm. Là Phật tử cho khám chánh đạo, tất là mắng sẽ tạo nên khen. Những lời Phật dạy cố nghe, chúng sanh tất thì Phật đã chẳng sai. Là Phật tử đi ngay tới Phật, mặc dù nhiều quái vật càng ngăn, cũng không thôi bước đường tăng ngày kia chỗ Phật chắc rằng tới nơi. Là Phật tử tình đời biết rõ, đường họ đi khác ngõ mình đi. Mình thì muốn sớm thoát ly, họ thì muốn được ở lì thế gian. Là Phật tử thấy rằng đời khổ, nhưng người đời cho đó là vui. Muốn cho họ thấy khổ đời, nhà tu cần phải đủ lời biện minh. Là Phật tử muốn nghìn cách đầu đổ người qua biển khổ sông mê. Tây phương dắt chúng sanh về, quyết không muốn một mình kề Tây phương. Là Phật tử một đường với Phật, rất từ bi cứu giúp chúng sanh.
rất là bình đẳng hiện lành, chẳng coi sanh chung với mình khác nhau. Là Phật tử ở vào hiện tại, tu cứu cho thế giới hòa bình. Không riêng tu cứu hồn linh, mà tu cứu cả thân sinh hiện tiền. Là Phật tử ngồi yên bao nợ, trong khi đời khổ sở chập chồng. Khổ thân xâm khổ tâm lầm, khổ không bình đẳng, khổ không an hoàng. Là Phật tử phải ra tay giúp, giúp cho người hạnh phúc tự do. Giúp người được sống ấm no, giúp người khỏi cánh sợ lo bất bình. Là Phật tử rất tin tội phước, không muốn người bạo ngược với người. Muốn người đối xử tốt tươi, khỏi ngày tội báo khỏi đời oan gia. Là Phật tử thật là vì nghĩa, vì nghĩa không vì lẽ lời riêng. Công bình bác ngay trước tiên, ấy là Phật tử thường chuyên tâm làm. Là Phật tử thà cam đôi rách, không muốn ham tiền bạc bất lương. Sanh nhai trong sạch một đường, những điều trộm cướp gạt lường không ưa. Là Phật tử ngăn ngừa tâm xấu, từ ngăn ngừa đến não gột sông. Cả thân khẩu ý sạch trong các điều tệ hại, khỏi lòng lo âu. Là Phật tử lỗi đâu sửa đó, ví dụ là lỗi nhỏ mãi may. Xin người chỉ chỗ còn sai, sửa cho đến chẳng còn ai thấy lầm. Là Phật tử nếu tâm còn dầm, cố luyện tâm hết đậm mới thôi. Dòng tâm có thể giấu người, nhưng mà không thể giấu nơi lòng mình. Là Phật tử khi sanh ác niệm, tự nghe như có tiếng quở răng. Rất là xấu hổ ăn năn, tức thì quyết định chẳng ngăn diệt trần. Là Phật tử làm như ý định, trên đường tu chẳng tính đổi dời. Mục tiêu cố gắng đến nơi, nếu nay chưa đạt thì mới cùng thành. Là Phật tử làm lành trọn vẹn, màn vô minh quyết vén khỏi ra. Để cho sáng suốt lòng ta, đường về hết lòng cửa ra hết lầm. Là Phật tử xét tâm không hờ, quyết làm cho thấy rõ bổn tâm. Tâm là chủ các việc làm, làm tiếng làm Phật, làm phàm do tâm. Là Phật tử nếu cầm tâm được, huệ cũng nên mà phước cũng nên.
Phật đài chắc chắn được lên tử sanh khỏi bận não phiền hết đeo. Là Phật tử dựa theo Phật pháp mê những tu hành luyện tập nơi tâm. Tâm không còn sự mê lầm mà tất nhiên Phật pháp với tâm một nguồn. Là Phật tử đạo luôn phân tân, nhưng tùy cơ khi ẩn khi bài khiến đường đạo bất cấn gai, khiến người khác có thể hoài đầu tu. Là Phật tử đạo lưu khéo tỏ, bằng lời lành bằng của bằng thân, cốt làm nên đạo chấn hưng. Cửa thiền đóng chẳng kém phần chợ may. Là Phật tử kêu hoài đạo đức, đánh thức đời vật chất đang mê. Nếu lòng đạo đức bỏ bê, tất gây lắm chuyện thảm thế trong đời. Là Phật tử muốn người an ổn, không muốn gây cảnh hỗn loạn nhau. Tự phân sớm tôi thổi vào, khiến đời khói thảm mây sầu được tan. Là Phật tử khổ càng thêm đau, chớ khổ không thể đau tâm tu. Mặt mày như đã lờ lũ, nhưng lòng sáng tờ trắng thu đêm rằm. Là Phật tử tu tâm làm còi, không riêng tu lời nói hình dung. Cho nên tu được đến cùng, lời danh khó dụ oai hùng khó ngăn. Là Phật tử nói năng làm tường, đều để tâm suy lượng kỹ càng. Ngõ hầu tránh các tệ đoán, cho đời hiện tại cho đàn tương lai. Là Phật tử thà nay chịu khổ, mà được sung sướng ở sau này. Không ham sung sướng giờ đây, cái mai mốt chịu đó đài gian truân. Là Phật tử lòng nhân quảng đại, không vì mình nở hại thế gian. Thường lo ba tánh thập phan, muốn cùng sống lạc thác an linh hồn. Là Phật tử Phật môn trực chỉ, biết Phật môn quyền bí siêu nhiên. Bước vào hết sự não phiền, từ nơi thống khổ sang miền an vui. Là Phật tử đối người ra Phật, thật hoàn toàn đi ngược phàm tình. Nếu không có chí hy sinh, thì người chẳng dễ gì thành Phật đâu. Là Phật tử đạo màu biết khó, những tình ai cũng có thể làm. Nếu như dám bỏ tánh phàm, tất nhiên người sẽ tu kham đạo màu. Là Phật tử rất sâu tinh tường, ngày như đêm bồi dưỡng tâm linh.
trở nên toàn thiện toàn minh, để cho chữ Phật với mình không xa. Là Phật tử phải là thật giác, sự mê không tay phát nơi lòng, lỗi lầm khi đó thật không hoàn toàn siêu thoát viên thâm đảo màu. Là Phật tử lo thâu chúng quỷ không thể trị được mình. Chính mình có đủ oai linh để làm cho lũ tà tinh phục tùng. Mày là Phật tử khéo dùng phương tiện giúp cho người tu luyện được nên việc lành, giúp kẻ không quên. Phật đài giúp kẻ muốn lên tổ cùng. Là Phật tử hiền hung độ càng, độ cho cùng đắc quả như nhau. Chúng sanh ở cõi trần lao độ cho hết, chẳng người nào bỏ rơi. Là Phật tử ở thời mạt hạ, thấy người đời kém già tu hành, càng lo tế độ cho nhanh, khiến thiên hạ bất hoành hành lẫn nhau. Là Phật tử thời nào cũng độ, những độ cơn tai khổ nhiều hơn, khổ nhiều càng độ không ngừng độ, khi ít nước nạn nhân tay trời. Là Phật tử muốn đời hiền thảo, đời thương nhau đời bảo vệ nhau. Nhu cầu cần thiết đổi trao, không ai muốn đổ máu đào với ai. Là Phật tử mau tay cứu đỡ, lúc nhân sanh khổ sở nạn tay. Khổ vì tư tưởng khác sai, khổ vì danh lợi quyền quái tranh giành. Là Phật tử không tranh thế sự, và muốn người biết giữ chớ tranh. Dù người có lắm khôn lanh, cũng đừng lấy đó mà sanh hại đời. Là Phật tử vạch nơi phải trái, để làm cho nhân loại cùng hòa. Hòa dân, hòa nước, hòa nhà, hòa trong quốc nội, hòa ra nước ngoài. Là Phật tử muốn ai cùng phước, phước mình và quyến thuộc phước luôn. Phước khi sống ở trần dương, phước sau khi thác hồn nương Phật đài. Là Phật tử nghĩ ngay kẻ khác, không muốn gây tội ác cho người. Muốn mình trọn vẹn tốt tươi, muốn người cũng được nên người hiền lương. Là Phật tử rộng thương rộng độ, thương không cùng độ có đâu cùng. Ngày nào còn kẻ lao lung, tình thương sức độ còn dùng chưa thôi. Là Phật tử ở đời văn vật, muốn độ người việc rất khó khăn.
ngôn hạnh cần phải có căn, khiến người có đủ chứng bằng để tin là Phật tử gặp nghìn cảnh khó vượt cho qua đâu có dễ gì. Phải là thật tâm từ bi, phải là thật chí tu trì mới xong. Là Phật tử ngược dòng thế tục, đâu phải là công việc tầm thường. Nếu không đủ sức cự đương, bị đời lỗi trở lại đường trần gian. Là Phật tử thao vàng muốn rò, đừng than gian lửa đỏ hồng trần. Nếu không bị thử nhiều lần thì đâu chứng chắc là chân vàng rồng. Là Phật tử tu không nản chi, mà càng tu đạo lý càng ưa. Như qua sông gặp đò đưa, như trời nắng hạn được mưa xối vào. Là Phật tử đạo cao ma khảo, khảo không rơi thì bảo ma nghe. Khảo rơi ma chúng đồng phe, công phu như bọt nước khe trên nguồn. Là Phật tử tròn vuông đạo cả, phần lớn nhờ vô ngã chấp tâm. Sự đời đã hết nhiệm thâm, nên đời khó gạt cho lâm tội tình. Là Phật tử đưa mình tới Phật, mặc dù là cao ngất sơn phong. Núi to đục mãi còn thông, cố tu nhất định là công quả thành. Là Phật tử tự sanh vì đạo, đạo quý hơn châu báu ngọc ngà. Đạo màu của Phật Thích Ca, là đường giải thoát ta bà chúng sanh. Là Phật tử chí thành chí tinh, câu kệ kinh nhất định làm theo. Tấm lòng thành tính như kêu, được sáng không đổi bị nghèo chẳng thay. Là Phật tử đường dài sức ngừa, việc nên hư đều ở tại mình. Nên là do sức mình tính, hư là vì tại lòng mình lãng sao. Là Phật tử thì nào trách Phật, chỉ trách mình đi trật mà thôi. Phật là chỉ muốn giác đời, Phật đâu có muốn cho người còn mê. Là Phật tử nhiều bề đối ưng, nghịch thì nhiều còn thuận ít ôi. Nếu trong tâm chẳng thường soi, một cơn bất giác đủ ngoài ác sanh. Là Phật tử gặp lành càng tiên, gặp dữ không thôi chuyển tự tâm. Nhờ lòng hiểu đạo rất thâm, nhờ tính quả báo nhờ ham tu hiền. Là Phật tử nếu kiên nhẫn yêu, đời ghẹo trêu khó chịu cho qua. Được thành Phật hoặc thành ma, chỉ trong giây phút chỉ xa tơ mạnh. Là Phật tử không tránh danh lời,
lợi danh không thể xúi được lòng, với điều tham nhũng thì không, với điều bố thí thì lòng có luôn. Là Phật tử vì đường giải thoát, không vì mưu ban chắc đảo màu. Phạm trần danh lợi khó câu, đảo màu từ trước tới sau một tình. Là Phật tử tâm linh lo mờ, tranh thoái đời cản trở đường tu, không cho đời nó làm mù lấy đời làm sáng việc tu của mình. Là Phật tử khi sanh vì thiền, diệt cũng làm vì chuyện tốt lành. Sanh vì phước lợi chúng sanh, diệt là cũng bởi vì tình từ bi. Là Phật tử lòng vì đại đạo, nhâm chúng sanh mà giáo mà hành. Không lo riêng phước riêng thành, ấy là đường lối tu hành Thích Ca. Là Phật tử tạo ra phước huệ, không hưởng riêng mà để người nhờ. Chẳng phân biệt kẻ thân sơ, phước hay huệ cũng hiến cho đồng đều. Là Phật tử luôn kéo đạo đức, nghe hay không cùng mặt cứ kêu, đồng thời gương thiện đem nêu, cốt làm cho khắp người đều hiền lương. Là Phật tử gọi bướm chớ trề, người đời nay quỷ kế nan tri. Nếu không lấy đạo từ bi, dễ sanh đại họa bất kỳ nay mai. Là Phật tử đưa tay can gian, khi người đời bất mãn lẫn nhau, có hòa thì chẳng xáo xào còn gây tất, có cấu cào chẳng không. Là Phật tử rất mong đời tịnh, nên muốn người có tính hiếu hòa, khiến đời sống khỏi căng qua, và khi chết khỏi đọa xa linh hồn. Là Phật tử khuyên khôn giúp dạy, kẻ trí không nên hại người ngu. Người gây thân chứ gây thù mình, nên giúp yêu chứ âu đáp trả. Là Phật tử muốn tha thứ lần, không muốn ai gây hấn với ai, thử tha nhau sống lâu dài. Khắc khe nhau tức giảm ngày tồn sanh. Là Phật tử không đành hại mạng, cũng chẳng gây khốn nạn cho người. Muốn người được sống được vui, muốn người hạnh phúc, muốn người vinh quang. Là Phật tử mở đàn thông thà, không muốn người đài đọa con người. Vì rằng nhân loại khắp nơi, khác giả khác nước thân người giống nhau. Là Phật tử người đâu cũng thấy, vẫn là người không kể sắc màu. Phải nên đối đãi như nhau, đồng câu vật chất, đồng câu tinh thần. Là Phật tử không phân giai cấp,
đối với ai cùng chấp tay chào, xem mình với kẻ đồng nhau, mình tu thành kẻ khác tu cũng thành. Là Phật tử chúng sanh là Phật, bởi còn mê chưa đắc vậy thôi. Nếu như được tỏ ngộ rồi, chúng sanh tức trở nên ngôi Phật liền. Là Phật tử Phật truyền nhớ rõ, rằng chúng sanh đều có Phật tâm, nhưng vì không chịu kiếm tâm, thành ra cái kiếp mê lầm còn đeo. Là Phật tử ráng leo tới mé, dù từ lâu đã té sông mê. Nhà xưa cảnh cũ muốn về mau, lên bên giác kéo bê trễ kỳ. Là Phật tử không si mê nữa, tánh si mê là lửa thiêu mình. Mê danh mê lời mê tình, mê nào cũng khiến hồn linh đọa đài. Là Phật tử thường ngày lo đầu, giải quyết bao khổ não trần gian, khiến cho đời hết lầm than, được nó được ấm được an được hòa. Là Phật tử đứng ra giáo đồ, không thể ngồi một chỗ mà tu. Thế gian trong cảnh rối bù, con người đang lúc như mù đi đêm. Là Phật tử thù hèm lo dài, không muốn ai gây lấy oán hận, muốn ai cùng ở có nhân, cho thân khỏi khổ cho hồn được siêu. Là Phật tử độ nhiều hoặc ít, không bao giờ ngỡ biết độ đời. Dù rằng gần lúc tắt hơi, cũng còn phương tiện đôi người chẳng không. Là Phật tử đầy lòng tế độ, chẳng bỏ qua việc khổ của người. Nếu người chưa được an vui, thì mình nhất quyết không ngồi thung dung. Là Phật tử việc không khuyên bỏ, khuyên thế gian lớn nhỏ làm hiền, làm hung không thể nào yên. Hung dân hung nước hoặc riêng hung nhà, là Phật tử hiền là việc trước. Dân được hiền thì nước được an, nước hiền dân khỏi lầm than, nhà hiền thì cả họ hàng đều vui. Là Phật tử khuyên người hướng thiện, dù gặp cơn nước biến dân loạn, cũng đừng làm việc ác gian, nên làm lành để bớt đàn thảm thế. Là Phật tử thấy mê cứu tình, thấy khổ thì đem cảnh vui cho, đói thì lo giúp được nó, rách thì lo giúp đỡ cho ấm lành. Là Phật tử tu hành tích cực, sẵn lòng lo hạnh phúc nhân sinh. Xác thân cho đến hồn linh, cả hai phương diện tận tình giúp cho. Là Phật tử không lo riêng sống, đạo hay đời đều cũng lo chung. Cùng người chung hưởng thung dung, cùng người chung chịu lao
lung khổ nạn, là Phật tử an ban tê thi. Bằng phương châm mưu kế nhân từ, không làm trái đạo nhà sư, cứu nguy nước được cứu người khổ quan. Là Phật tử là nhà tích thiện, không bao giờ tạo chuyện bất lành. Mặc dù giữa cảnh ác sanh, vẫn làm việc thiện, vẫn thanh được lòng. Là Phật tử thật trong hết cằn, dù khuấy lên chẳng bận được tâm. Trong khi hành đạo quyền thâm, tuy nhiều đụng chạm không làm hoại hư. Là Phật tử cũng như viên ngọc, mài giũa nhiều màu sắc càng tươi. Khó khăn chẳng những không lùi, mà còn tiến mạnh hơn hồi trước kia. Là Phật tử không lìa mối đầu, như cầm chèo mà lão qua sông. Buông chèo thuyền ở giữa dòng, còn buông mối đạo thì không thoát trần. Là Phật tử phàm thân thanh tinh, thế mới là chân chánh đường tu. Tiếng đời không thể nào ru, lúc nào cũng vẹn gút mù trần gian. Là Phật tử tuy mang xác tục, nhưng mà không ô trượt tâm lòng. Thật là giá sạch tuyết trong màu đời, khó nhuộm bụi hầm khó đeo. Là Phật tử khó xíu cho ngã, có thể đem nuôi đa di vào. Tu hành trước cũng như sau, không thay đổi hương chẳng đau núng tình. Là Phật tử nên hình phải chạm, mi có khổ lao mi đặng an vui. Đừng buồn những cảnh ngược xuôi, nếu tu thành dễ coi người hết lâu. Là Phật tử muốn cầu đắc đạo, không kiên tâm khẩn đạo lúng công. Trồng cây gần lúc ra bông, bỏ đi chẳng tưới cũng không nên gì. Là Phật tử cố trì chí mày, tu chừng nào được giải quả căn. Lỗi lầm thì cố ăn năn chống chên, thì cố ban bằng đi qua. Là Phật tử thiết tha cõi Phật, nơi hoàn toàn bất diệt bất sanh. Cho nên cố gắng làm lành, quyết lòng niệm Phật tu hành sớm khuya. Là Phật tử bên kia bên gia, ấy là nơi kỳ thác linh hồn. Ngoài dòng chi phối càng khôn, không còn chịu kiếp nhốt chôn cõi phàm. Là Phật tử không làm đọa kiếp, cố tu cho thoát nghiệp hồng trần. Hồng trần là chốn mê tân, quyết tu cho hết bị thân luân hồi. Là Phật tử một lời nguyện chắc, lấy hoài thân đổi bất tử thân. Cùng chư Phật hưởng trường xuân, không già không bệnh không thần chết đeo. Là Phật tử quyết theo tột đạo, nơi nhiệm màu Phật giáo đã truyền. Hoàn toàn siêu thoát
trần duyên xưa nay đã có dấu biên người tầm là Phật tử quy tâm làm một không để lòng rời rác lao chao. Tuy đời có lâm sắc màu nhưng mình thì chỉ sống nối một đường. Là Phật tử hướng phương chẳng đổi, trên đường đi nhiều lối mặt tình. Tu hành một dạ kiên trinh, Niết bàn là chỗ gửi mình không quên. Là Phật tử quyết nên như Phật, dù hy sinh đến mức độ nào, miễn là ra khỏi trần lao là nơi chôn xác đã bao nhiêu đời. Là Phật tử nhắm nơi giải thoát, lánh xa đường đọa lạc xích xiềng. Cho nên học đạo Phật tiên, không theo học thứ ảo quyền thế gian. Là Phật tử rộng đàn lớn việc, đàn từ bi việc dứt luân hồi. Trong lòng còn chút lôi thôi, tất hai điều ấy không rồi được đâu. Là Phật tử đạo màu muốn đạt, nếu thiếu lòng tự giác khó trông. Dốt thì phải học cho thông, mê thì cố tình chứ không còn lầm. Là Phật tử trì tâm hôm sớm, cho đến khi hết bận nhớ lầm. Như trăng sáng giữa trời không, như gương soi mãi vẫn trong một màu. Là Phật tử càng trao càng to, càng gian lao càng rõ chí tu. Không hề giảm sức công phu, không hề giảm tánh đại từ đại bi. Là Phật tử chết vì tế độ, sống cũng vì giác ngộ nhân sanh. Sống vì lành chết vì lành, thật tu đại độ thật hành đại bi. Là Phật tử phạm vi rộng lớn, không vật chỉ so sánh cho bằng, cứu dân độ thế vô ngần. Đem sanh tử đổi niết bàn cho dân. Là Phật tử không ngừng biết Phật, nếu thế gian còn một kẻ phàm, cũng còn lo độ cho khanh, quyết không để một ai dám trong trần. Là Phật tử biệt phân sao hết, nói không cùng và biết chẳng cùng. Tu hành là giả thị chung, ban vui cứu khổ do lòng từ bi. Ấy là những hành vi thường sự, đối với hàng Phật tử xưa nay. Cuộc đời dù có đổi thay, từ bi nhà Phật chẳng phai tấm lòng. Mì đổ ba tấm chẳng trong một lúc, cứu thế gian đến phút cuối cùng. Người đời làm dữ làm hung, nhưng nhà Phật tử thì chung làm hiền. Lúc nào cũng lo khuyên đạo lý, bối loạn lý càng chỉ đường tu. Giải hòa các mối hận thù, xây nền hạnh phúc tạo cõi hòa bình.
kêu thế giới đồng tình cứu trợ, khuyên người đời rộng mở từ tâm. Cùng nhau quyền lợi chẳng xâm, cùng nhau giúp đỡ áo cơm đủ đầy, tâm hồn được thanh bay sang suốt. Thân sống không trói buộc khổ đau, trong trần mà chẳng trần lao, ấy là Phật tử lúc nào cũng mong. Văn tắc có mấy dòng đã cày, dân bút nghiêng không thể cản lời. Đây xin nhắc lại người đời, nhớ rằng Phật tử là người từ bi.